chào quý vị và các bạn. Sau đây là bản tin dự báo thời tiết tỉnh Bạc Liêu đêm 22 và ngày 23 tháng 10 năm 2023. Theo Đài khí tượng thủy văn tỉnh Bạc Liêu, áp cao lạnh lục địa tăng cường xuống phía Nam. Gió Đông Bắc có cường độ yếu trên các vùng biển Nam Bộ, rãnh áp thấp xích đạo mạnh dần và nâng trục chậm lên phía Bắc. Trên cao, áp cao cận nhiệt đới có trục qua Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ, hoạt động mạnh. Thời tiết khu vực tỉnh Bạc Liêu mây thay đổi, đêm có mưa rào rải rác và có nơi có dông, ngày có mưa rào nhiều nơi, rải rác mưa vừa và dông, có nơi mưa to, nắng gián đoạn. Trong cơn dông đề phòng lốc xoáy, sét đánh và gió giật mạnh, gió đông bắc cấp 2, cấp 3. Nền nhiệt độ không khí trong tỉnh ở mức thấp nhất từ 25 đến 27 độ, nhiệt độ cao nhất từ 31 đến 33 độ. Chuyển sang thời tiết biển, vùng biển từ Bà Rịa Vũng Tàu đến Cà Mau, mây thay đổi đến nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác. Trong cơn dông cần đề phòng có lốc xoáy và gió giật mạnh, tầm nhìn xa từ 4 đến 10 km, gió đông bắc cấp 3, cấp 4, sóng cao từ 0,5 đến 1,5 m, biển bình thường. Dự báo thủy văn, mực nước tại Gành Hào cao nhất 1,60 m xuất hiện lúc 7 giờ ngày 23 tháng 10, thấp nhất âm 0,75 m xuất hiện lúc 14 giờ 30 ngày 23 tháng 10. Mực nước tại Phước Long cao nhất 0,93 m xuất hiện lúc 11 giờ ngày 23 tháng 10, thấp nhất 0,89 m xuất hiện lúc 1 giờ ngày 23 tháng 10. Sau đây là dự báo thời tiết tại các khu điểm du lịch của tỉnh Bạc Liêu và các tỉnh thành trong cả nước.